Kính chào quý vị và các bạn đã trở lại kênh Điều tra TV. Thưa quý vị, sau khi bản án tử hình có hiệu lực pháp luật, tử tù sẽ còn chờ đợi bao lâu nữa cho cái ngày cuối cùng của cuộc đời mình? Cuộc sống của họ sẽ ra sao trong những ngày chờ đợi căng thẳng đó? Và những gì sẽ diễn ra trong những buổi sáng mờ sương hoang lạnh trước giờ thi hành án? Những câu chuyện, vụ án sau đây sẽ trả lời cho những câu hỏi đó, đồng thời tái hiện lại những ngày cuối cùng của một số tử tù với tất cả nuối tiếc và những sám hối cay đắng ở nơi họ. Đó cũng như là những lời cảnh báo về cái giá phải trả cho tội ác. Và bây giờ xin kính mời quý vị đến với nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Lúc cuộc sống chỉ còn tính bằng ngày, Phạm Thị Nga mới hiểu dù có ngồi trên đống tiền thì cái giá phải trả cho việc buôn bán tử thần trắng lúc nào cũng quá đắt. Và trong đầu nữ tử tù ấy chỉ lặp đi lặp lại một ý nghĩ đầy tức nuối. Giá như. Ngồi với tôi trong căn phòng khách của trại giam Xuân Nguyên ở Hải Phòng, Nguyễn Thị Nga sinh năm 1973, quê ở Ý Yên, Nam Định, hồi tưởng quãng thời gian trong buồng giam đặc biệt dành cho các tử tù chờ ngày ra pháp trường. Giá như em cứ yên phận với cuộc sống như bao người khác thì có lẽ đời cũng không đến nỗi này. Ký ức như một cuộn phim quay chậm lướt qua mắt của nữ phạm nhân đã gần 40 tuổi. Ngày thẩm phán của Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên án tử hình đối với mình, Nga thấy đất dưới chân mình như sụp đổ. Thế là hết. Hơn 10 năm trước, Nga được một người quen là Phạm Thị Hát gần nhà, dù đi cùng qua cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh, gặp một đối tượng người Trung Quốc lấy một loại hàng tân dược đặc biệt. Tin lời bạn, Nga đi cùng và chuyến hàng đó được vận chuyển chót lọt qua đường tiểu ngạch. Lóa mắt khi thấy Hát được trả công bằng cục tiền lớn, Nga liền xin Hát cho tham gia cùng. Nhưng ngay trong lần vận chuyển đầu tiên, Nga đã bị bắt giữ. Em bị tuyên án tử hình vì đã mua bán ma túy với số lượng đặc biệt lớn, Nga rùng mình khi nhắc lại phán quyết của Tòa án tỉnh Quảng Ninh. Trong phiên tòa hôm ấy, quay xuống nhìn hai đứa con còn nhỏ, Nga đã khóc hết nước mắt. Thời điểm đó, đứa con gái lớn của Nga mới 9 tuổi, còn đứa con trai nhỏ mới chỉ 6 tuổi nên chưa ý thức về tai họa sắp xảy đến. Giằng tay khỏi ông bà ngoại, chúng khóc ngất khi thấy mẹ bị dẫn giải lên xe đặc chủng. Mấy mẹ con em chỉ cách nhau cánh cửa xe nhưng lại bị một bức tường vô hình ngăn cách. Em không dám gọi vì day dứt về tội lỗi mà mình đã gây ra. Dù câu chuyện đã xảy ra cách đây gần 12 năm nhưng nữ phạm nhân này mắt vẫn đỏ hoe khi nhắc lại chuyện cũ. Nga được chuyển sang phòng giam riêng biệt dành cho các tử tù trong trại tạm giam Hà Lâm, tỉnh Quảng Ninh. Mỗi buổi sáng sớm, nghe tiếng cửa phòng giam bên cạnh rít lên, những tử tù như Nga đều biết thêm một phạm nhân sắp sửa đền tội. Những phạm nhân mang án tử hình dù gây ra những tội ác khiến người đời khiếp sợ, nhưng họ cũng chỉ là một con người mềm yếu trước cái chết đang đến gần. Họ khóc lóc van lạy đến ngây dại. Những khoảnh khắc ấy khiến tôi và những tử tù còn lại luôn bị nỗi ám ảnh dày vò. Mỗi ngày trôi qua, Nga đau đớn suy nghĩ về tội lỗi mình đã gây ra, để giờ đây khiến những đứa con còn thơ dại, thiếu vắng sự chăm sóc yêu thương của mẹ. Thế nhưng số phận vẫn chưa buông tha Nga, Nga nhận tin chồng cũng vì ma túy tiếp bước vợ vào tù. Thế là hai đứa con của Nga không có nơi nương tựa, phải đến ở với ông bà ngoại đã già yếu. Nga viết đơn kháng cáo lên cấp phúc thẩm, hy vọng được thoát án tử hình, có cơ hội được sống để trở về với gia đình. Hai lần trì hoãn phiên tòa phúc thẩm, Nga gầy sọp đi vì không ăn không ngủ, chỉ có hy vọng đã giúp Nga tồn tại sau cánh cửa phòng giam. Nhưng phán quyết cuối cùng của tòa phúc thẩm sau đó đối với Nga vẫn không thay đổi. Quay lại căn buồng giam dành cho tử tù, Nga nắm ly bì. Thấy Nga suy sụp, người quản giáo động viên Nga rất nhiều. Cũng chính người cán bộ quản giáo đó đã khuyên Nga viết đơn xin ân xá của Chủ tịch nước để có chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng. Trong số những tử tù của trại giam Xuân Nguyên, Phạm Thị Nga được coi như kẻ trúng số độc đắc bởi vì vào phút cuối cuộc đời khi những hy vọng đã gần như tắt hẳn trong chị ta thì cũng là lúc quyết định ân xá do Chủ tịch nước được công bố. Ngày nhận được quyết định ân xá, nữ phạm nhân này òa khóc như đứa trẻ. Ai vào hoàn cảnh của tôi mới thấu hiểu và trân trọng từng giây phút được sống, được làm người trên cõi đời này, được di lý về trại giam Xuân Nguyên Hải Phòng để chấp hành bản án tù chung thân. Nga đặt quyết tâm cố gắng cải tạo thật tốt để được mau chóng trở về xã hội, luôn luôn chấp hành nghiêm túc các quy định và hoàn thành xuất sắc những việc được giao. Một lần nữa, Nga được quyết định giảm án xuống 20 năm. Tiếp tục cải tạo tốt thì chỉ còn vài năm nữa, nữ phạm nhân thoát án tử hình này sẽ được trở về đoàn tụ cùng gia đình. Câu chuyện của Nga đã trở thành tấm gương của sự nỗ lực phấn đấu đối với những phạm nhân khác đang chấp hành án tại trại giam Xuân Nguyên. Bố mẹ tôi đã già, chỉ buôn bán rau cỏ,
nên các cháu không có điều kiện học lên cao, phải đi làm sớm kiếm tiền để phụ ông bà. Chúng ngoan lắm, mỗi lần lên thăm tôi, các con đều động viên mẹ. Khi về rồi, ba mẹ con cùng làm ăn chân chính, kiếm tiền nuôi ông bà ngoại đã già yếu. Đứa con gái lớn bảo tôi, từ giờ đến lúc mẹ về, con sẽ gom góp đủ tiền để mở tiệm cắt tóc riêng để hai mẹ con mình cùng làm. Nữ phạm nhân gần 40 tuổi vui mừng chia sẻ, được như ngày hôm nay, tôi ngàn lần xin cảm ơn ban giám thị và quản giáo trong trại đã tạo điều kiện cho người từng lầm lỗi như tôi có cơ hội phục thiện. Tôi sẽ cải tạo thật tốt để trở về tạ tội với bố mẹ, với những đứa con của mình. Không chỉ có Ngà mà một số nữ tử tù khác cũng không khỏi vui mừng khi nhận được tấm vé sống sót trước giờ thi hành án. Một ngày cuối tháng 3 năm 2019, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử đối với bị cáo Nguyễn Mai Cường, sinh năm 1966, ngụ huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên về tội giết người. Bị truy tố, xét xử ở khung hình phạt có mức án cao nhất là tử hình, nên bị cáo Cường luôn tỏ ra lo sợ. Sau khi học xong trung học phổ thông tại Phú Yên, Nguyễn Mai Cường không học tiếp mà ở nhà phụ giúp gia đình. Năm 21 tuổi, Cường quyết định rời quê vào Thành phố Hồ Chí Minh kiếm việc làm với mong muốn thay đổi cuộc sống nghèo khổ. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cường được tuyển dụng làm nhân viên kinh doanh cho một công ty bất động sản do anh Dương Hoàng Khánh làm giám đốc. Giữa tháng 12 năm 2017, Cường mượn của chị Hồ Thị Hương Giang là chị họ của anh Khánh 1 triệu đồng. Ngày 20 tháng 1 năm 2018, Cường bị cho nghỉ việc với lý do không phù hợp với tác phong văn hóa của công ty. Bị cho nghỉ việc, Cường nuôi hận anh Khánh vì cho rằng chính anh này đuổi việc mình. Khi biết Cường bị cho thôi việc, chị Giang nhắn tin yêu cầu Cường trả món nợ 1 triệu đồng. Cường nói sẽ gửi cho chị Giang thông qua chị NTNP là người yêu của anh Khánh. Ngày 10 tháng 2 năm 2018, Cường tới tiệm thuốc Tây Hoàng Khánh ở quận Gò Vấp, nơi chị P đang bán hàng, gặp chị này để gửi tiền trả cho chị Giang. Sau đó cả hai ngồi trò chuyện. Lúc này, chị P hỏi Cường lý do vì sao bị cho nghỉ việc. Cường đáp, do cắt tóc quá ngắn như cạo trọc đầu nên công ty cho nghỉ. Chị P nhìn Cường và nói, đầu tóc như vậy thì bị đuổi là đáng. Nghe vậy, Cường bực tức và nảy sinh ý định giết chị P để trả thù anh Khánh cho mình nghỉ việc. Đúng lúc này, máy giặt đồ xong, chị P đứng dậy đi ra phía sau để phơi đồ. Cường liền đi theo, nhìn thấy sợi dây dù dưới nền nhà, hắn nhặt lên, chạy tới, trong sợi dây vào cổ chị P và siết chặt, rồi tiếp tục vớ lấy con dao trên kệ bếp, sát hại nạn nhân. Gây án xong, Cường giấu các hung khí vào túi, rồi rời khỏi hiện trường. Đến 15 giờ 45 phút cùng ngày, bà Trần Thị Kim Chi phát hiện tiệm thuốc Tây mở cửa nhưng không có người bán. Gọi thì không có người trả lời nên đã gọi điện thoại cho chủ nhà báo tin. Nhận được tin, chủ nhà liền trình báo sự việc cho công an. Khi lực lượng công an phá cửa vào trong thì phát hiện chị P đã tử vong. 4 ngày sau khi gây án, Cường bị bắt và khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên. Ngày Cường bị đưa ra xét xử về tội giết người, mẹ Cường hết sức lo lắng vì sợ con trai nhận mức án cao nhất. Do phòng xử nhỏ nên dù nhiều người đến theo dõi phiên tòa nhưng chỉ được ít người vào theo dõi. Mẹ Cường chỉ ngồi một lúc rồi đi ra ngoài, dường như bà đang phải chịu quá nhiều áp lực. Bà cũng chưa thể chấp nhận được sự thật, cậu con trai cả của bà đang phải đối diện với mức án tử hình. Tại tòa, Cường thừa nhận đã gây ra cái chết của chị P. Theo bị cáo, giữa Cường và nạn nhân vốn không có thù oán gì. Cường quen biết chị P vì thường hay đến tiệm thuốc Tây chơi. Ngày Cường đến trả tiền nợ, chị P có hỏi Cường về công việc và Cường nói vừa bị cho nghỉ việc vì có tác phong không tốt. Nghe chị P nói lời khó nghe, lại nhớ đến mối hận bị người yêu chị P đuổi việc nên Cường tức giận rồi gây án. Nghe Cường khai lý do giết người, mẹ chị P bật khóc. Ngồi dưới phòng xử án, người mẹ mất con do hành vi độc ác của Cường ngồi khóc suốt. Khi được hội đồng xét xử gọi, bà đã không kiềm chế được cảm xúc nên khóc lớn. Nỗi đau mất con vẫn chưa thể nguôi ngoai nên bà đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt Cường mức án nghiêm khắc nhất. Từ ngày con gái bị sát hại, chưa một ngày tôi quên con. Mỗi lần nhìn di ảnh con gái tôi lại đau đớn. Con gái tôi chẳng có thù oán gì với bị cáo cả. Sao nó lại ra tay độc ác như thế? Mẹ chị P nói rồi ngồi sụp xuống khóc. Về phần mình, bị cáo Cường tỏ ra ăn năn hối hận vì gây ra tội lỗi lớn. Cường thành khẩn khai báo và cầu xin được mẹ nạn nhân tha thứ, mong được pháp luật khoan hồng khi được nói lời sau cùng. Dù đến dự tòa, nhưng mẹ Cường không được nói chuyện với con. Trong giờ tòa nghỉ nghị án và thời gian chờ tòa ra tuyên án, bà không dám vào phòng xử án. Một mình bà ngồi ở phía ngoài ôm mặt khóc.
Bà nói bà thầm cầu xin cho Cường thoát án tử, mọi yêu cầu của gia đình nạn nhân bà sẽ đáp ứng hết. Tuy nhiên, sự hối hận của Cường và cả lời cầu nguyện của người mẹ đã không thể gột rửa hết tội lỗi do bị cáo gây ra. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử nhận định hành vi của Cường là đặc biệt nghiêm trọng, gây đau thương mất mát cho gia đình nạn nhân, không có gì bù đắp được. Mặc dù đã ăn năn hối hận, nhưng tội lỗi mà bị cáo đã gây ra là không thể tha thứ, cần thiết phải loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội. Từ nhận định này, hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Cường mức án tử hình về tội giết người. Nghe tòa tuyên Cường mức án cao nhất, mẹ chị B đã khóc lớn, bà không thể đứng vững và phải nhờ người thân dìu ra khỏi phòng xử. Bà nói trong hai hàng nước mắt, kẻ thù ác đã phải đền tội rồi, con ra đi thanh thản nhé. Bị cáo Cường bị áp giải ra xe về trại giam sau phiên tòa, Cường quay lại nhìn mẹ mình rồi cũng khóc. Vì thương con nên mẹ Cường chạy theo, những mong được ôm Cường nhưng bị cảnh sát hỗ trợ tư pháp ngăn lại. Trong cơn tuyệt vọng, mẹ Cường chỉ biết gào khóc gọi tên con. Câu chuyện giữa mẹ và tử tù luôn là câu chuyện thấm đẫm nước mắt bởi tình mẫu tử thiêng liêng hơn bao giờ hết. Dù ở ngoài cuộc đời, những tử tù có là tội phạm, là những tên sát nhân, thì đối với những bà mẹ, họ vẫn luôn là những đứa con bé bỏng, rứt ruột đẻ ra. Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sau khi đối tượng bị bắt vì hành vi sát hại hai vợ chồng chủ nợ nhưng bất thành, cơ quan công an tiếp tục phát hiện thêm nhiều xương cốt bị đốt cháy nằm rải rác trong vườn nhà người đàn bà này. Tội ác man dợ của Thị đã dần được tái hiện qua tiết lộ bất ngờ của một người thợ điện từng thông thuộc hết đường dây mối nhợ trong nhà ông bí thư xã. Kể từ khi bị bắt và khởi tố về tội danh giết người, vì cầm dao truy sát hai vợ chồng chủ nợ là ông Nguyễn Chí Hùng sinh năm 1961 và bà Phan Ngọc Nga sinh năm 1960, ngụ thôn Việt Cường, xã Củ Bị, huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu, Lê Thị Hường vẫn còn là một ẩn số. Bởi lẽ thì không hé răng nói nửa lời về động cơ và thủ đoạn gây án, cũng như những ngờ vực trước đó mà Thị có liên quan. Đặc biệt là về sự mất tích bí ẩn của nữ thủ quỹ, kiêm chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Kim Long, bà Dương Thị Thủy Bình Hà, sinh năm 1962. Chính vì vậy, việc làm rõ hành vi của Thị gặp rất nhiều trở ngại. Khó khăn lắm, cơ quan điều tra mới có thể thu thập và sâu chuỗi được hàng loạt các chứng cứ. Lúc này, Hường mới chịu cúi đầu khai nhận tội ác man dợ của mình. Về sự mất tích của bà Hà, Hường khai nhận do trước đó nợ bà Hà số tiền lớn nên Thị tìm cách thủ tiêu nữ thủ quỹ nhằm sủ nợ. Trưa 14 tháng 5 năm 2012, Hường một mình mang khẩu trang chạy xe máy đến nhà gặp bà Hà, gọi lên nhà mình để giải quyết chuyện nợ nần. Tưởng thật bà Hà lên xe đi theo Thị mà không một chút nghi ngờ. Khi về đến nhà, thấy vắng vẻ nên Hường nói với bà Hà là máy bơm nước ở ngoài giếng bị hư, không bơm được và ngỏ ý muốn nhờ bà Hà kiểm tra giùm. Lòng tốt của nữ thủ quỹ đã bị Hường lợi dụng triệt để. Khi bà Hà đang lúi húi kiểm tra chiếc máy bơm, thì từ phía sau, Hường cầm sợi dây điện trích thẳng vào khiến nạn nhân gục ngã. Khi biết bà Hà đã chết, Hường kéo nạn nhân ra hố rác phía sau nhà, cách đó khoảng 30 mét, chất củi lên và bắt đầu đốt. Hường khai nhận thêm, khi lửa đang cháy phừng phực thì chồng Thị là ông Võ Thanh Mỹ về nhà. Sợ lộ, Hường nhanh tay dập lửa rồi chất thêm củi và lá cây lên che phủ xác nạn nhân đang cháy nham nhở. Đợi khi ông Mỹ đi làm, Hường tiếp tục ra đốt lửa để phi tang xác nạn nhân. Việc đốt lửa kéo dài liên tục suốt 2 ngày, song vẫn không bị ai phát hiện, bởi hố rác nhà Hường nằm phía sau nhà và cách xa các nhà hàng xóm. Ác độc hơn, Thị còn mang tro cốt của nạn nhân chôn ở một số địa điểm khác trong vườn cà phê. Chính vì vậy, trong buổi sáng ngày 14 tháng 3, khi tiến hành khai quật và bới tìm xương cốt trong vườn nhà Hường, những mẩu xương cháy xém đã được tìm thấy ở nhiều địa điểm khác nhau. Một tình tiết khiến mọi người không khỏi rùng mình là trong khoảng thời gian sau khi giết và đốt xác nạn nhân, Hường vẫn ung dung sống và sinh hoạt bình thường trong căn nhà của Thị như không hề có chuyện gì xảy ra. Thậm chí khi cơ quan công an triệu tập Hường lên để làm rõ nghi vấn về chiếc điện thoại của bà Hà được Thị mang bán cho tiệm điện thoại trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai, Thị nói tỉnh mờ rằng nhặt được trong túi ni lông của ai đó treo trước hàng rào. Có mặt tham gia cùng cơ quan điều tra trong quá trình khai quật hố rác nhà Lê Thị Hường, sáng 14 tháng 3, ông Trần Văn An, em rể của bà Hà cho biết,
Sau khi nhận được thông tin từ cơ quan chức năng, ông đã có mặt tại công an huyện Châu Đức, sau đó đến hiện trường và cùng tiến hành đào bới khu vực hố rác sau nhà Hường. Khi gạt bỏ những khúc cây cháy xém và lớp mùn phía dưới, nhiều mảnh xương đã được tìm thấy, trong đó có nhiều khúc xương giống đặc điểm xương cổ, xương chậu, xương ngón tay và răng người. Những khúc xương này chỉ nằm lẫn lộn trong lớp mùn khoảng 30cm của hố rác, hầu hết đều đã bị cháy xém, vỡ vụn. Theo ông An, những mẩu xương nhỏ được tìm thấy ở khu vực quanh các gốc cây cà phê gần bên hố rác rất có thể do trong quá trình lửa cháy lớn làm nổ và bay ra ngoài miệng hố. Nói về việc công an tìm thấy và thu được xương cốt trong vườn nhà nghi là của bà Dương Thị Thủy Bình Hà, ông Võ Thanh Mỹ, bí thư đảng ủy xã Kim Long, huyện Châu Đức, chồng của bà Lê Thị Hường giải thích: năm ngoái tôi bị gãy xương ống chân, vợ tôi mua rất nhiều xương cốt cua ghẹ hầm cho tôi ăn. Những ngày giáp Tết, gia đình tôi bị bọn trộm thuốc chết 3 con chó, bọn chúng chỉ lấy được 1 con, còn 2 con tôi mang ra hố rác đốt. Do đó, xương cốt công an thu được chủ yếu là xương chó, lợn và bò. Trong vườn có nhiều tro, không chỉ có ở chỗ công an đào bới, do tôi đốt mấy cây điều bị gãy dùng tro để bón cây. Những ngày cơ quan điều tra làm việc, không ai hỏi tôi câu nào nên tôi không kể. Tôi đã yêu cầu mấy anh công an bên tỉnh phải làm nhanh rồi cải chính cho vợ tôi, đừng để con tôi phải chịu ảnh hưởng. Ông Mỹ cũng khẳng định không có tư thù gì với bà Hà, còn việc nợ nần, ông chia sẻ vì mấy trăm triệu không việc gì mà giết bà ấy. Giải thích về chiếc điện thoại và chiếc lắc của bà Hà mà vợ mình đã mang đi bán, ông Mỹ nói, khi xảy ra cái vụ điện thoại, tôi trách bà ấy sao dại quá, sao đi nhặt mấy cái đó, lỡ người ta đặt bom ở trong điện thoại thì có phải mình chết không? Ông Mỹ cũng cho biết không để ý đến việc vợ nợ tiền của nhiều người. Nợ nần thì ai cũng nợ nần, hay hỏi bà làm gì, tại bà ấy không nói với tôi, nếu không tôi sẽ tư vấn cho bà ấy, việc gì phải đi chém người ta để phải ở tù. Vốn là thợ sửa điện, ông An cũng chính là người đã lắp ráp hệ thống mạng lưới điện cho nhà ông bí thư xã, cũng là nhà của Lê Thị Hường. Chính vì vậy, mọi đường dây mối nhợ của hệ thống điện ở đây ông đều thông thuộc. Ông An cho biết thêm, sau khi chị của vợ ông là nữ thủ quỹ Dương Thị Thủy Bình Hà mất tích, ông được gia đình Hường mời đến nhà sửa đường dây điện cho máy bơm nước nằm phía sân trước. Đoạn dây điện của máy bơm này đã bị cháy xém. Từ khi phát hiện tro cốt trong vườn nhà của Hường, biết Hường đã trích điện bà Hà đến chết rồi đốt xác phi tang, ông mới ngờ rằng đoạn dây điện ông sửa cho gia đình Hường chính là đoạn dây đã giết chết người chị mà bấy lâu ông vẫn nghĩ là thất lạc. Tội ác man dợ của Lê Thị Hường vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục làm rõ. Tuy nhiên, điều khiến không ít người phải giật mình là vì sao một người đàn bà bấy lâu nay được tiếng là hiền lành, vồn vã như Lê Thị Hường lại bỗng chốc biến thành kẻ giết người hàng loạt, lạnh lùng và man dợ. Tội ác của Hường đã khiến dư luận địa phương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng như dư luận cả nước đều rúng động. Về việc công an tìm thấy và thu được xương cốt trong vườn nhà nghi là của bà Dương Thị Thủy Bình Hà, ông Võ Thanh Mỹ, bí thư đảng ủy xã Kim Long, huyện Châu Đức, chồng của bà Lê Thị Hường giải thích: năm ngoái tôi bị gãy xương ống chân, vợ tôi mua rất nhiều xương cốt cua ghẹ hầm cho tôi ăn. Những ngày giáp Tết, gia đình tôi bị bọn trộm thuốc chết 3 con chó, bọn chúng chỉ lấy được 1 con, còn 2 con tôi mang ra hố rác đốt. Do đó, xương cốt công an thu được chủ yếu là xương chó, lợn và bò. Trong vườn có nhiều tro, không chỉ có ở chỗ công an đào bới, do tôi đốt mấy cây điều bị gãy dùng tro để bón cây. Những ngày cơ quan điều tra làm việc, không ai hỏi tôi câu nào nên tôi không kể. Tôi đã yêu cầu mấy anh công an bên tỉnh phải làm nhanh rồi cải chính cho vợ tôi, đừng để con tôi phải chịu ảnh hưởng. Ông Mỹ cũng khẳng định không có tư thù gì với bà Hà, còn việc nợ nần, ông chia sẻ vì mấy trăm triệu không việc gì mà giết bà ấy. Giải thích về chiếc điện thoại và chiếc lắc của bà Hà mà vợ mình đã mang đi bán, ông Mỹ nói, khi xảy ra cái vụ điện thoại, tôi trách bà ấy sao dại quá, sao đi nhặt mấy cái đó, lỡ người ta đặt bom ở trong điện thoại thì có phải mình chết không? Ông Mỹ cũng cho biết không để ý đến việc vợ nợ tiền của nhiều người. Nợ nần thì ai cũng nợ nần, hay hỏi bà làm gì, tại bà ấy không nói với tôi, nếu không tôi sẽ tư vấn cho bà ấy, việc gì phải đi chém người ta để phải ở tù.
Ngày 17 tháng 1 năm 2017, ông Nguyễn Văn Hiến, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, sáng cùng ngày, cơ quan này đã nhận được quyết định của Tòa án Nhân dân tối cao về việc chuyển hình phạt của bị án Lê Thị Hường, 42 tuổi, trú xã Xả Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, từ tử hình xuống còn 20 năm tù. Nữ tử tù thoát án tử là nhờ vào việc áp dụng các điều khoản mới của Bộ Luật Hình sự 2015 và nghị quyết của Quốc hội. Cụ thể, vào năm 2014, Lê Thị Hường lần lượt bị tòa án hai cấp tuyên phạt mức án tử hình về tội giết người. Tháng 7 năm 2014, Lê Thị Hường có đơn xin ân giảm án tử hình gửi Chủ tịch nước. Trong quá trình chờ thi hành án thì Bộ Luật Hình sự 2015 ban hành và chiếu theo quy định trong bộ luật mới này thì Lê Thị Hường được giảm án. Theo giải thích của Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tại khoản 3, điều 57, Bộ Luật Hình sự năm 2015 có quy định. Đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình, thì áp dụng hình phạt tù không quá 20 năm. Đồng thời, tại Nghị định số 144/2016/QH13 ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Quốc hội về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ Luật Hình sự có quy định về việc thực hiện các quy định có lợi cho người phạm tội. Căn cứ vào quy định trên, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có báo cáo về trường hợp bị án Lê Thị Hường để Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao xem xét. Trước đó, vào tháng 3 năm 2014, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tuyên phạt Hường mức án tử hình vì đã dùng dao dựa chém 17 nhát vào đầu ông Nguyễn Chí Hùng và 3 nhát vào vợ ông Hùng là bà Phan Ngọc Nga, chủ nợ của Hường. Vợ chồng nạn nhân không chết nhưng ông Hùng mang tỷ lệ thương tật gần 80%, còn bà Nga gần 30%. Tiếp đó, tháng 12 năm 2014, Hường tiếp tục bị tuyên phạt 5 năm tù về tội xâm phạm thi thể mồ mả liên quan cái chết của bà Dương Thị Thủy Bình Hà, nguyên thủ quỹ của Ủy ban Nhân dân xã Kim Long, huyện Châu Đức, cũng là chủ nợ của Hường. Đây mới là vụ án gây chấn động, gây bức xúc trong dư luận vì có nhiều uẩn khúc không thể điều tra làm rõ được. Thưa quý vị, vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn nạn cho vay nợ dần. Dù đây không phải là hành vi vi phạm pháp luật, nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Và đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Có thể nói, phạm nhân Vũ Thị Duyên Quỳnh, kẻ từng khiến dư luận lên án khi nhẫn tâm ném con chồng xuống sông Hồng, hiện đang thi hành bản án tù chung thân tại trại giam số 5 Thanh Hóa, là một trường hợp thoát khỏi thân chết với sự may mắn đặc biệt. Quỳnh kết hôn với người đàn ông đã một lần đò. Những tưởng trước khi tiến tới hôn nhân, Quỳnh đã lường trước được những phức tạp của cuộc sống với con riêng của chồng. Nhưng không, 3 tháng sau khi sinh con gái đầu lòng, Quỳnh đã phạm tội ác tày trời. Ghen với tình cảm của chồng dành cho cháu LH, đứa con riêng 4 tuổi, Quỳnh đã chở đứa trẻ vô tội đến cầu Thăng Long, rồi nhẫn tâm chọn đoạn nước chảy xiết nhất để ném đứa bé xuống sông. Xong xuôi, Quỳnh ra về với suy nghĩ khi không còn nặng nợ, người chồng sẽ toàn tâm toàn ý với đứa con chung. 5 ngày sau, Quỳnh bị cơ quan điều tra công an Hà Nội bắt khẩn cấp. Tội ác của Quỳnh khiến dư luận vô cùng căm phẫn, bởi khó ai tưởng tượng nổi, một người mẹ trẻ mới sinh con đầu lòng lại có thể đang tâm làm việc ấy. Phiên tòa xét xử Quỳnh chật cứng người tham dự, bởi ai cũng muốn nhìn mặt và xem người mẹ kế tàn ác này sẽ phải đối diện với pháp luật như thế nào. Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Quỳnh mức án tử hình về tội giết người. Và tại phiên phúc thẩm, Tòa án Nhân dân tối cao đã tuyên y án. Nhưng may mắn đã đến với Quỳnh, khi đang bị tạm giam tại trại giam Hà Nội để chờ ngày thi hành án tử hình, thì ngày 21 tháng 12 năm 1999, Quốc hội thông qua nghị quyết số 32/1999/QH10 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2000 với quy định không áp dụng hình phạt tử hình đối với phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con dưới 36 tháng tuổi khi phạm tội hoặc khi xét xử. Vũ Thị Duyên Quỳnh trở thành bị án tử hình đầu tiên được thoát án tử hình vì khi phạm tội con gái Quỳnh mới 3 tháng tuổi. Bản án tử hình của Quỳnh được chuyển thành tù chung thân và Quỳnh được chuyển về trại giam số 5 Thanh Hóa thi hành án cho đến nay. Nhờ sự cải tạo tốt trong trại giam, Vũ Thị Duyên Quỳnh đã được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, được giảm từ án chung thân xuống còn 20 năm tù và năm 2010 được giảm thêm 9 tháng nữa. Nên chỉ gần 7 năm nữa, Quỳnh sẽ mãn hạn tù. Khi đó, đứa con gái 3 tháng tuổi của Quỳnh đã ngoài 20 tuổi.
chẳng biết nó sẽ chấp nhận người mẹ đã tự tước đi quyền làm mẹ ấy là như thế nào. Một trường hợp cũng khá hy hữu khác là Lê Thị Tuyết, sinh năm 1964, trú tại thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La, phạm tội mua bán tàng trữ ma túy, bị tuyên mức án cao nhất tử hình, được giảm án nhờ đứa con. Hiện Tuyết đang thụ án tại phân trại số 3 trại giam Thanh Xuân, Hà Nội. Có thể nói, nếu không lầm đường, Tuyết đã có một gia đình hạnh phúc với tương lai tươi sáng, được học hành đến nơi đến chốn. Tuyết tốt nghiệp trường Y Tuệ Tĩnh, rồi công tác tại Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Rồi Tuyết lập gia đình có 3 đứa con kháu khỉnh, kinh tế cũng ổn định. Lúc này nhận thấy việc mở phòng khám tư có thể mang lại thu nhập khá hơn việc làm trong bệnh viện, Tuyết bàn với chồng mở phòng khám, đồng thời bán thuốc tân dược. Có lẽ cuộc đời của Tuyết sẽ bình yên như bao người khác nếu Tuyết không xiêu lòng trước những lời cám dỗ của một số kẻ buôn thuốc tân dược là phải bán kèm hàng trắng thì mới khá được. Đồng tiền có sức hút mãnh liệt và Tuyết trở thành một mắt xích trong đường dây buôn bán ma túy vào thời điểm nạn buôn bán ma túy ở Mộc Châu diễn ra hết sức phức tạp. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Việc làm của Tuyết không qua được sự theo dõi của cơ quan điều tra công an tỉnh Sơn La. Tháng 10 năm 1998, Tuyết bị bắt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy với 6 bánh heroin ngay tại cửa hàng tân dược của mình. Cả hai phiên tòa sơ thẩm rồi phúc thẩm đều tuyên buộc Tuyết mức án tử hình. Tuyết đã gửi đơn xin Chủ tịch nước tha tội chết nhưng không được chấp nhận. Tuy hy vọng mong manh cuối cùng đã bị tắt, Tuyết bị giam giữ hơn 1 năm tại trại giam của Công an tỉnh Sơn La chờ ngày thi hành án. Cũng như bao phạm nhân đối mặt với cái chết, khi bị bác đơn xin tha, Tuyết lo lắng, sợ hãi tột cùng. Bản năng người mẹ khiến Tuyết càng ân hận hơn khi nghĩ đến đứa con trai út chưa đầy 30 tháng tuổi đã phải rời xa mẹ. Nhưng sự may mắn nhất trong đời đã đến với nữ phạm nhân này. Vào ngày 1 tháng 7 năm 2000, Nghị quyết số 32/1999/QH10 có hiệu lực. Đứa con đã cứu mạng Tuyết. Tuyết được giảm án xuống chung thân. Đường về với nữ tử tù này cũng đã ngắn lại nhờ sự cải tạo tốt. Hiện Tuyết đã được giảm án tù chung thân xuống 20 năm. Bị bắt quả tang đang cầm bánh ma túy trong tay, Thúy bị tòa tuyên án tử hình. Sau những ngày sống tuyệt vọng trong trại giam, cô chỉ còn le lói chút hy vọng nên thức trắng 3 đêm viết thư xin Chủ tịch nước ân xá. Trước khi thụ án, Thúy là một cô gái Hà Nội hiền lành. 20 tuổi cô phải lòng một chàng trai thủ đô và bắt đầu cuộc sống hứa hẹn hạnh phúc bằng một đám cưới linh đình. Với số tiền tích góp, Thúy mở tiệm cắt tóc trên đường Mai Hắc Đế Hà Nội và lần lượt có 2 đứa con, một trai một gái. Cuộc sống của gia đình tưởng như sẽ hạnh phúc trọn vẹn, thì mọi chuyện lại bắt đầu vào giữa năm 1999 khi cô bị cảnh sát bắt quả tang đang tàng trữ một bánh heroin trong túi sách. Ngày ra tòa, Thúy khóc hết nước mắt, trình bày với tòa mình bị lừa nhưng lại chẳng đưa ra được bằng chứng gì. Trong khi chứng cứ phạm tội của cô thì lại quá rõ ràng. Với lượng ma túy lớn, cô bị tòa tuyên án tử hình về tội buôn bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Thúy như cái xác không hồn, héo hắt lên xe về trại. Không còn nhận biết được chồng con, gia đình gào khóc sau chân cô. Đến khi sực tỉnh thảng thốt tìm kiếm những đứa con thì chiếc xe bít bùng đã rời xa sân tòa. Những ngày sau đó, Thúy sống trong tuyệt vọng, không ăn uống và chỉ nghĩ đến cái chết. Được sự động viên chỉ bảo của cán bộ trại tạm giam, Thúy nuôi chút hy vọng le lói vào cơ hội cuối cùng là lá thư xin Chủ tịch nước ân xá. Thức trắng 3 đêm không ngủ, Thúy nắn nót trong từng nét chữ viết thư trình bày hoàn cảnh phạm tội và gửi lời cầu xin Chủ tịch nước. Những tháng ngày chờ đợi sau đó là khoảng thời gian dài như vô tận. Cứ mỗi lần nghe tiếng cửa buồng biệt giam bên cạnh lách cách mở khóa là tôi hoảng hốt vì sợ giờ thi hành án đã điểm, cô chia sẻ. 3 tháng chờ đợi với tia hy vọng le lói, một ngày cô đã nhảy cẫng lên ôm chầm lấy vị cán bộ trại giam, hò hét vui mừng như một đứa trẻ khi nghe đọc quyết định được giảm án từ tử hình xuống chung thân. Phải đến khi giám thị nhắc nhở vui vừa thôi, mai mốt vào trại giam, cô mới sực tỉnh, nở nụ cười bẽn lẽn. Một tuần sau, nữ tù này vẫn nguyên cảm giác lâng lâng như trong mơ. Đã thụ án được hơn 11 năm, cô vẫn phấn đấu lao động cải tạo, mong đến ngày được đặc xá, tha tù. Chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho cuộc sống sau khi được tha, cách đây hơn 1 tháng, cô mới được nhận bằng công nhân kỹ thuật may bậc 3/7 do trại giam phối hợp với Trung tâm Giáo dục quận Bình Thạnh tổ chức dạy nghề và cấp bằng.
Niềm vui lộ rõ trên khuôn mặt của người phụ nữ đang mong chờ từng tháng từng ngày được trở về với xã hội. Sáng nay ngày 23 tháng 5 năm 2023, tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Vi Văn Phượng, 55 tuổi, trú tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, về tội giết người. Vụ án này kéo dài đã 11 năm, ông Phượng 3 lần bị tuyên án tử hình với cáo buộc sát hại mẹ ruột và liên tục kêu oan. Gần đây nhất là phiên sơ thẩm hồi tháng 8 năm 2019, ông Phượng bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang tuyên tử hình và mãi đến nay, gần 4 năm, phiên phúc thẩm mới được mở, từng hoãn hồi tháng 8 năm 2022. Theo hồ sơ, cụ Nguyễn Thị Vui, sinh năm 1926, mẹ ruột ông Phượng bị mù lòa, sống chung với vợ chồng ông Phượng và được cả hai chăm sóc, nuôi dưỡng từ năm 2003. Đến năm 2009, do kinh tế eo hẹp, con trai cả và vợ ông Phượng lần lượt đi xuất khẩu lao động. Để có tiền lo chi phí, ông Phượng vay mượn nhiều người, trong đó vay của cụ Vui đôi bông tai 1,5 chỉ vàng. Trong lúc nợ nần khó khăn, cụ Vui được cho là nhiều lần đòi lại số vàng đã cho con trai vay, khiến ông Phượng rất bực tức, nảy sinh ý định sát hại mẹ để chút gánh nặng gia đình. Ngày 2 tháng 10 năm 2012, ông Phượng ra tiệm vàng mua đôi bông tai 1,5 chỉ, đưa con trai út mang trả cho cụ Vui. Hai ngày sau, khi nói chuyện với ông Phượng, cụ Vui hỏi mày trả tao vàng giả à? Làm cho bị cáo càng quyết tâm thực hiện ý định giết mẹ. Trưa ngày 5 tháng 10 năm 2012, ông Phượng đi làm thuê về nhà, thấy cụ Vui nằm ngủ trên giường liền vào góc buồng lấy con dao quắm, chém nhiều nhát khiến mẹ tử vong. Gây án xong, bị cáo gọi điện cho cán bộ công an xã và người nhà, báo tin cụ Vui bị người khác giết. Hai tuần sau, căn cứ kết quả khám nghiệm tử thi cùng các dấu vết hiện trường, cơ quan công an xác định ông Phượng là nghi phạm nên bắt giữ. Tháng 4 năm 2013, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo mức án tử hình. Ông Phượng kháng cáo. Tháng 8 năm 2013, Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm, quyết định y án tử hình. Tại cả hai phiên tòa, ông Phượng đều kêu oan. Ông Phượng khai ban đầu nhận tội là vì cơ quan điều tra dọa bắt đứa con trai nhỏ, bị điều tra viên đánh đập, mớm cung. Tuy nhiên, các lời khai này đều không được chấp nhận. Bản án phúc thẩm của Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội có hiệu lực pháp luật ngay sau khi tuyên. Đến tháng 8 năm 2016, tức 3 năm sau, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành quyết định kháng nghị, đề nghị giám đốc thẩm vụ án. Tháng 11 năm 2016, Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao mở phiên giám đốc thẩm, gồm 14 thành viên tham gia xét xử, do chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình ngồi ghế chủ tọa. Sau khi đánh giá toàn diện hồ sơ, Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao nhận định căn cứ kết tội ông Phượng là chưa vững chắc, nên quyết định hủy cả hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra lại. Quyết định giám đốc thẩm nêu 7 vấn đề cần làm rõ nhằm xác định ông Phượng có sát hại mẹ ruột hay không. Trong số này, thời gian gây án có sự vênh nhau giữa lời khai của bị cáo và những người làm chứng, người khai 10 giờ, người lại khai 11 giờ. Vì vậy, cần phân tích các cuộc gọi trong danh sách điện thoại thu giữ được để xác định chính xác quỹ thời gian tiêu thụ của bị cáo trong ngày xảy ra vụ án. Bên cạnh đó, cơ quan giám định xác định thời gian cụ Vui chết dựa trên lời khai của con trai út ông Phượng cùng với quan sát qua bản ảnh là chưa có căn cứ khoa học, cần yêu cầu giám định lại chính xác thời gian tử vong của nạn nhân. Ngoài ra, một số tình tiết buộc tội khác cũng có mâu thuẫn, Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đề nghị tiến hành thực nghiệm hiện trường để xác định quá trình bị cáo gây án, làm rõ gia đình bị cáo có mâu thuẫn với ai không, lời khai của bị cáo về việc bị đánh đập, ép cung có đúng. Đáng chú ý, quyết định giám đốc thẩm đề cập ông Vi Văn Phượng được hàng xóm, bạn bè đánh giá là người sống tình cảm, có hiếu với mẹ. Mặc dù cụ Vui mù lòa nhiều năm nhưng bị cáo vẫn chăm sóc, không ngược đãi. Bị cáo có vay vàng của mẹ và đã trả cách thời điểm xảy ra vụ án nhiều ngày. Tuy nhiên, lời khai của bị cáo trong hồ sơ vụ án lại thể hiện bị cáo do bức xúc lâu ngày, đi làm vất vả còn phải chăm mẹ già mù lòa, khi trả vàng bị nói là vàng giả, nên nảy sinh ý định sát hại mẹ. Những tình tiết trên cho thấy căn cứ để xác định động cơ phạm tội của bị cáo còn mâu thuẫn, cần làm rõ hơn. Đồng thời cần trưng cầu giám định tâm thần để xác định bị cáo có bị tâm thần hay một bệnh nào khác gây mất năng lực điều khiển hành vi hay không. Tháng 5 năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang mở phiên sơ thẩm lần 2. Ông Phượng tiếp tục kêu oan, ba luật sư bào chữa cho ông Phượng nhấn mạnh vào các điểm mâu thuẫn mà quyết định giám đốc thẩm đề cập để cho rằng thân chủ ngoại phạm tại thời điểm xảy ra vụ án. Do tính chất vụ án phức tạp, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa để xác minh, thu thập thêm chứng cứ.
Đến tháng 8 năm 2019, khi mở lại, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang lần thứ hai tuyên ông Phượng tử hình về tội giết người, không chấp nhận việc kêu oan của bị cáo và quan điểm bào chữa của các luật sư. Đến nay, gần 4 năm kể từ phiên sơ thẩm lần 2, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm lần 2 như đã đề cập. Không chỉ có Vi Văn Phượng mà nhờ vào sự công tâm của pháp luật, cũng như sự khoan hồng có nhiều tên tử tù dù đã nằm trong phòng biệt giam chờ thi hành án vẫn thoát án tử. Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2019, chị Trần Minh Phương, sinh năm 1987, ngụ khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương, đi làm ca đêm từ công ty Kudabe về đến nhà. Sau đó, chị Phương qua nhà mẹ ruột là bà Đào Thị Thu Cúc ở gần nhà chị Phương để đón con bé là bé Nguyễn Thị Bảo Trân, 8 tuổi. Tại đây, chị Phương thấy cửa cổng nhà bà Cúc mở, cửa chính phía trước thì khóa ngoài, cửa nhà bên hông khóa ngoài, cửa nhà bếp chốt trong. Khi chị Phương nhìn vào bên trong qua khe cửa thì thấy bé Bảo Trân đang nằm sấp dưới nền nhà, bên cạnh có máu. Thấy vậy, chị Phương hô hoán cầu cứu. Lúc này, một số người hàng xóm của bà Cúc chạy đến. Mọi người lấy xà beng cậy cửa vào thì thấy bé Bảo Trân đã chết. Em Trần Thị Quỳnh Nhi, 17 tuổi, nằm chết ở hành lang và bà Đào Thị Cúc, 54 tuổi, nằm chết trong buồng ngủ. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát Hình sự, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an và các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường tử thi. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, trên tử thi của bà Đào Thị Thu Cúc có hai vết chém trên cổ phía trước, từ trái qua phải, gây tử vong. Trong khi đó, trên thi thể em Trần Thị Quỳnh Nhi có hai vết chém sau gáy, 18 vết đâm trên người, trong đó có vết đâm thủng tim, phổi, dẫn đến tử vong. Đối với tử thi nhỏ tuổi nhất là bé Nguyễn Thị Bảo Trân có 25 vết thương trên người, trong đó có 11 vết chém ở vùng mặt, cổ và 14 vết đâm trên người gây thủng tim, phổi, dẫn đến tử vong. Tại hiện trường, công an đã thu giữ một dao Thái Lan, một dao quắm và 15 mét dây kẽm dùng để khóa các phòng trọ gần nhà bà Cúc. Từ công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra ban đầu tại hiện trường, ban chuyên án điều tra vụ án nhận định đây là vụ án giết người do mâu thuẫn cá nhân hoặc tình ái. Từ đó, ban chuyên án tiến hành rà soát các mối quan hệ của bị hại, các đối tượng quản lý nghiệp vụ về hình sự, ma túy, khu vực xung quanh hiện trường. Qua đó, nổi lên hai đối tượng cư ngụ gần hiện trường có dấu hiệu khả nghi nhất, gồm hai đối tượng, trong đó có Trần Trọng Luận, sinh năm 1985. Trong đó, Luận là đối tượng nghiện ma túy, cờ bạc, trên người có một số dấu hiệu của việc xảy ra xô xát mới. Riêng đối với đối tượng còn lại, có sự nghi vấn bất minh về thời gian di chuyển, vắng mặt bất ngờ. Qua các biện pháp đấu tranh nghiệp vụ, đến 3 giờ sáng ngày 25 tháng 4 năm 2019, công an đã bắt giữ Trần Trọng Luận. Tại cơ quan công an, Luận khai nhận vào ngày 23 tháng 4 năm 2019, sau khi đánh bạc thua tiền, Luận chán nản muốn tự tử nhưng bỗng dưng nhớ lại chuyện trước đó có lần đến nhà bà Cúc uống cà phê thì em Trần Thị Quỳnh Nhi là con gái của bà Cúc có lời nói thái độ khinh thường Luận. Do đó, Luận nghĩ đến việc sẽ sát hại Nhi cho hả giận. Nghĩ là làm, Luận chuẩn bị thuốc nơ vít tự chế, mã tấu và dao Thái Lan rồi di chuyển đến nhà bà Cúc lúc 3 giờ sáng. Ngày 24 tháng 4 năm 2019. Tại đây, Luận đột nhập vào nhà qua mái tôn. Khi đã vào được đến bên trong nhà, Luận thấy bà Cúc thức dậy, liền lao tới dùng mã tấu chém bà Cúc chết tại chỗ. Sau đó, Luận tiếp tục ra tay sát hại cháu Trân khi thấy cháu chạy ra cùng bà ngoại. Chưa dừng lại, Luận đi lên gác vào phòng ngủ của Nhi. Lúc đó, Nhi bỏ chạy ra khỏi phòng thì bị Luận đâm gục trước cửa phòng. Sau khi gây án, Luận mở cửa ra ngoài và khóa cửa nhà bị hại, rồi vứt chìa khóa và hung khí tại bãi đất trống cách nhà bị hại khoảng 150m. Trước đó, để tránh bị phát hiện ngăn chặn, Luận đã dùng dây kẽm cột cửa 5 phòng trọ cạnh nhà bị hại. Nói về nghi can Trần Trọng Luận, anh Trần Trung Hiếu là anh trai của Luận cho biết, Luận là con trai út trong gia đình, thường xuyên vay tiền thiếu nợ. Luận là người mê cờ bạc, lô đề, mặc dù người thân khuyên nhủ nhưng Luận vẫn chứng nào tật nấy để rồi thua cờ bạc nợ nần, anh Hiếu nói. Theo lời anh Hiếu, vào sáng ngày 24 tháng 4 năm 2019, trong khi người dân đang xôn xao về vụ thảm sát khiến ba người hàng xóm tử vong thì Luận vẫn cứ ngủ. Đến trưa cùng ngày, Luận đi lòng vòng trong nhà. Đến gần 17 giờ chiều cùng ngày, công an đến mời Luận lên phường nên anh Hiếu chở Luận đi. Lúc đó anh Hiếu ở ngoài và chỉ Luận vào trong. Làm việc với công an không lâu thì công an thông báo đã tạm giữ Luận. Đến khoảng 21 giờ tối cùng ngày, công an đến nhà và tiến hành khám xét. Theo lời người thân của Luận, đến nay dù đã tuổi 34 nhưng vẫn chưa có người yêu, sống khép kín. Luận lúc nào cũng tỏ ra chán nản và nghĩ đến chuyện cờ bạc.
Trong khi đó, những người hàng xóm của Luận cho hay Luận làm việc cho một công ty, tuy nhiên gần đây nghỉ làm, chiếc xe đang đi lại cũng đã bán. Tại địa phương, Luận thuộc diện đối tượng cá biệt, từng bị công an phường mời lên làm việc liên quan đến hành vi trộm cắp. Liên quan đến vụ án, vào sáng ngày 12 tháng 11 năm 2020, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Trọng Luận ở phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương về tội giết người. Luận là kẻ ra tay tàn độc, cướp đi sinh mạng của 3 người trong đêm. Vào 8 giờ, bị cáo Luận được đưa tới tòa trên xe thùng, tay bị còng, chân bị xích, được hàng chục chiến sĩ áp giải vào bên trong. Bị cáo mập lên trông thấy sau 7 tháng tạm giam. Sau 7 tháng bị tạm giam, bị cáo Luận có vẻ phát tướng hơn so với khi gây án. Bước vào tòa, Luận tỏ ra bất cần, vẫn cười bình thản. Rất đông người thân của bị hại kéo đến tòa, trong đó có chị Phương là con gái lớn của nạn nhân Đào Thị Bích Cúc, 53 tuổi, mẹ của Nguyễn Thị Bảo Trân, 8 tuổi và là chị gái của Trần Thị Quỳnh Nhi, 17 tuổi. Tại tòa, bị cáo khai nhận rõ ràng rành mạch những hành vi được mô tả trong cáo trạng. Luận nói không hề có mâu thuẫn với bà Cúc, chỉ vì thiếu tiền chơi cờ bạc, nghĩ nhà người phụ nữ 54 tuổi bán tạp hóa có tiền nên hắn nảy sinh ý định đột nhập vào nhà để lấy tài sản. Về việc dùng 5 đoạn kẽm móc vào cửa ngoài 5 phòng trọ sát nhà bà Cúc, Luận khai là để đề phòng trường hợp đang thực hiện hành vi trộm cắp mà bà Cúc la lên thì hàng xóm cũng không truy đuổi được hắn. Khi chủ tọa hỏi có nhớ đã chém nạn nhân Bảo Trân 8 tuổi bao nhiêu nhát hay không thì Luận nói là không nhớ. Trả lời việc thay đổi lời khai, Luận cho biết lúc bị bắt, biết thế nào cũng bị tử hình nên khai vậy, chứ thật ra là không hề có mâu thuẫn gì với Nhi. Thấy hành vi của mình là quá đáng, không biết nói gì nữa, Luận nói cụt ngủn khi hội đồng xét xử hỏi suy nghĩ về hành vi giết 3 mạng người. Đại diện bị hại tại tòa yêu cầu tòa xử thật nặng bị cáo Luận và yêu cầu được bồi thường 105 triệu tiền ma chay và khoảng 477 triệu tiền tổn thất tinh thần. Bị cáo Luận nói chỉ chấp nhận tiền ma chay. Luật sư bào chữa chỉ định cho bị cáo không tham gia xét hỏi tại tòa. Phát biểu quan điểm về vụ án, đại diện viện kiểm sát nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo có sức khỏe nhưng không lao động mà gây ra hành vi phạm tội, gây nên mất mát đau thương cho gia đình bị hại, không có gì có thể bù đắp được. Cơ quan công tố đề nghị xử Trần Trọng Luận án tử hình về tội giết người, 4 đến 6 tháng tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Ở một vụ án khác, chỉ vì có tiền tiêu xài và cho bạn gái mà tên tử tù đã sẵn sàng ra tay lấy mạng 3 người vô tội. Bản án tử hình được vang lên nhưng dường như nỗi căm phẫn dành cho hắn vẫn không thể nguôi ngoai. Thưa quý vị, mọi tội ác đều phải trả giá trước pháp luật. Dù với bất kỳ tội danh nào, các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu trừng trị bằng những bản án thích đáng. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.